Bên trong ngôi chùa hơn 50 năm không bao giờ thắp nhang ở Sài Gòn. Hả? Đây là chùa Bửu Long hay còn gọi là chùa Thái ở đường Nguyễn Xuyển, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được xây dựng từ năm 1942. Chùa nằm trong khuôn viên rộng 11 ha và cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 25 km. Vào năm 2007 thì chùa Bửu Long được trùng tu và xây dựng thêm chùa theo hệ Phật Giáo Nguyên Thủy Nam Tông, nên trong chùa chỉ có tượng Phật Thích Ca và không bao giờ thắp nhang như các chùa hệ phái khác. Và theo Quyền tìm hiểu thì chùa này có lối kiến trúc đặc trưng của các chùa Thái Lan, Ấn Độ và kết hợp cùng nét kiến trúc các chùa thời Nguyễn tạo nên vẻ đẹp độc đáo. Điểm nhấn của ngôi chùa là bảo tháp Gotama Setiza xây từ năm 2007, hoàn thành sau 6 năm. Bảo tháp này là nơi thờ Xá Lợi Phật và các chư thánh tăng. Bảo tháp rộng trên 2.000 mét vuông, cao 70 mét, được xây dựng theo nét văn hóa của Phù Nam. Xung quanh là các tháp nhỏ đều được làm bằng đồng và có màu vàng ống. Wow. Về Gotama Setiza thì đây là ngôi bảo tháp có quy mô lớn nhất Việt Nam với 5 tháp lớn nhỏ. Tháp chính điện ở trung tâm cao và lớn nhất với 7 tầng. Bảo tháp Gotama Setiza nhìn từ phía trước và phía sau đều cho thấy nét kiến trúc đối xứng hài hòa. Trong đỉnh chính của bảo tháp là nơi tôn thờ Ngọc Xá Lợi Đức Phật và Xá Lợi Chư Thánh Tăng. Những viên xá lợi trong veo được trưng bày cẩn thận trong tủ kính và thu hút nhiều du khách tham quan. Khi lên tới tầng cao nhất thì du khách chúng ta và Phật tử có thể dễ dàng ngắm khung cảnh Sài Gòn và các tỉnh thành lân cận. Ngay phía dưới chân bảo tháp là một hồ bán nguyệt có diện tích 280 m², ở giữa có vòi phun nước hình rồng. Cạnh hồ nước là lối lên bảo tháp, du khách phải bỏ dép ở dưới sân nếu muốn lên các tầng lầu. Do có đỉnh tháp sơn vàng và có cấu trúc của tòa tháp giống như một số ngôi chùa ở Thái Lan, nên nhiều người quen gọi chùa Bửu Long ở quận 9 là chùa Thái Lan. Chùa có khuôn viên rộng và không bao giờ thắp nhang, nên có rất là nhiều người dân đến cầu nguyện, tham quan chụp hình, nhất là dịp cuối tuần.